vô tình mượn những giọt nước để phóng ám khí, làm vỡ mặt nạ đồng Diên Khánh, để lộ ra khuôn mặt mà hình như vô tình có quen biết. Á, một tiếng hét vang lên. Vô tình có cứu chữa cho đồng Diên Khánh, nhưng vì cứ nghĩ miên man nên không tập trung được. Bất ngờ người đồng Diên Khánh có chuyển biến lạ. Mắt cô ta chợt mở ra, cánh tay chuyển động, đánh văng hết ám khí. Phi hoàng thạch kích. Phi hoàng thạch kích được tạo ra từ phi hoàng thạch vừa nhẹ vừa cứng, có thể phá tan kim loại lợi hại vô song. Ám khí như bão cát phóng vào vô tình. Nhưng vô tình đâu phải tay mơ lập tức phòng bị. Đoạn tình tuyệt nghĩa. Bánh xe được luyện từ ga nên đã phá được phi hoàng thạch. Diệm Nhi cô nương đã bỏ qua cơ hội, giờ hãy chấp nhận đi. Chiều ấy chưa ai phá được, không ngờ vô tình có thể phá được. Quả là có khác vô tình khi xưa. Quá khen, nhưng đó chỉ là do tâm của cô nương hại bản thân cô. Tâm ta phải bản thân ta. Thật ra ánh mắt và cú ngã của cô nương cho thấy cô nương có điều gì đó không muốn làm. Xem ngươi là kẻ địch, là ngoài ý muốn của ta. Dùng độc chiêu với ngươi lại càng không. Nhưng ta phải giết ngươi. Cô bị ai đó ép đúng không? Không, đó là ý của ta. Ta phải giết hết những kẻ nào ngăn cản mục đích của chủ nhân ta. Ngươi là người bạn duy nhất của ta. Ta không muốn ngươi chết dưới tay kẻ khác. Ta muốn ngươi phải chết êm ả dưới tay ta. Hoàng đường ta không dễ bị giết đâu. Thật ra kẻ nào cầm đầu 13 hung thủ. Nỗi buồn trên mặt Diện Nhi không phải là giả tạo. Vô tình lại thêm hứng thú với kẻ cầm đầu. Lần sau ta sẽ không nương tay đâu. Người hãy nhớ lấy. Nhìn Diện Nhi đi, vô tình trăm mối ngờ vực. Đồng Diên Khánh nổi danh hơn người năm nay. Diệm Nhi lại nhỏ hơn ta 2 tuổi lẽ nào. Vụ trọng án đầu tiên cách đây 27 năm. Nếu Đồng Diên Khánh là một trong 13 hung thủ thì chỉ có 2 nguyên nhân. Một là hắn chen vào giữa chừng. Hai là hắn có thân phận không thể lộ mặt. Năm ấy Diệm Nhi đi không từ biệt. Nay xuất hiện lại không còn sẹo. Phải tìm cho được Đồng Diên Khánh. Còn tên cầm đầu. Vô tình luôn sáng suốt. Nhưng hôm nay cũng rối trí. Đành đến trợ giúp truy mệnh. Xem kìa. Công tử. Nhị đệ cũng ở đây à? Còn tam đệ đâu? Không phải để đi cùng cậu ấy sao? Tứ đệ nói đi. Nhị ca nói đi. Có chuyện à? Chưa điều tra được gì. Mọi người đành quay về để trị thương và lên kế hoạch mới. Về đến nơi. Lãnh Huyết được thần y Diệp Nhất chỉ trị thương. Còn Gia Lượng tiên sinh cùng 2 đồ đệ kia tọa đàm. Thế Thuốc đã biết kẻ cầm đầu rồi à? Thế Thuốc đã nghi ngờ thì chắc chắn là hắn. Thật ra hắn là ai? Tả Võ Vương. Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng Thảo Dân đã qua được. Xin Hoàng thượng chỉ bảo thêm. Năm ấy Gia Lượng chỉ là một thường dân. Muốn vào quan trường để phục vụ dân và đã thi vào chức tổng giáo đầu cấm vệ quân. Qua chiếc cửa ải và 7 cuộc thi võ. Có thể thấy ngươi là người trí dũng song toàn. Vậy là được rồi. Hoàng thượng khoan vội. Chức giáo đầu cấm vệ quân không thể xem nhẹ. Vì thần nghĩ cứ nên thử thêm một lần nữa. Thừa tướng trái kinh mưu sâu thế độc. Kết bè phái lộng hành. Hoàng thượng trẻ người non giả phải kiêng nể. Thừa tướng có ý gì hay sao? Ai cũng biết vương gia võ công cái thế. Hôm nay hãy giúp kiểm tra vì anh hùng này. Tránh tả luôn ghét nhau. Vừa gặp Gia Lượng sái kinh đã sinh thù. Muốn ra tay trừ khử hậu họa. Ý hay lắm. Vậy phiền võ vương một tí. Tuân lệnh. Thừa tướng này dám tham độc ác. Là mối nguy cho quốc gia. Ta phải đề phòng. Còn võ vương gia. Truy xuất thân vương gia nhưng lòng tại giang hồ. Tinh thông các môn phái. Không biết tâm địa thế nào. Đao kiếm vốn vô tình. Theo ý ta liên lạc một giàn tre. Vừa kiểm tra được võ học mà không gây thương tổn. Ý Gia Lượng thế nào? Võ vương gia nho nhã thư sinh. Nhưng cũng ẩn hiện một khí phách võ sinh. Sự việc dù thành bại thế nào cũng không uổng công. Xin tuân lệnh. Người đâu lập giàn Phỉ Thúy Xuân. Đây là một giàn gồm nhiều cây tre. Các cây tre được cắm rất thưa nên khinh công kém thì khó đứng vững. Những cây tre này nhỏ và chỉ cắm xuống đất có vài tấc.
Xin thỉnh giáo. Được. Bây giờ chủ yếu là kiểm tra khinh công. Gia Lượng thoáng một cái là bay lên trên. Gia Lược đá ngang Võ Vương ra né rất đẹp. Ha ha, khá lắm, khinh công rất tuyệt. Hừ, chỉ cần té xuống ta sẽ khử ngươi luôn. Hay thật. Mỗi chiêu thức đều có kết hợp mười mấy môn phái. Công phu tuyệt hảo. Không hề có sơ hở. Lưu Ảnh Trảo của Lưu Mộng phái tận nước Cao Ly mà cũng biết. Quả ngoài sức tưởng tượng. Chưa đến 30 tuổi mà biết nhiều môn phái như thế chắc chắn có chỗ thiếu sót. Để xem nội lực thế nào. Vương gia xin cẩn thận. Đánh rất hay. Nội ngoại lực thật phi thường. Hôm nay bổn vương thật sảng khoái. E rằng sau này bổn vương không phải là đối thủ của ngươi. Tả Võ Vương tinh thông rất nhiều môn phái. Ngoài sức tưởng tượng của Gia Lượng. Quả nhiên núi cao có núi cao hơn. Nếu ta dùng hết sức e rằng sẽ chốt lấy hậu quả. Sao rồi? Tả Vương gia thấy Gia Lượng có thể nhận chức giáo đầu không? Người này tài đức vẹn toàn. Nếu được Hoàng thượng trọng dụng sẽ là đức cho bá tánh. Cậu ta chỉ sử dụng 7 phần công lực. Có lẽ muốn giữ thể diện cho thần. Rõ ràng ta đã dùng hết công lực mà hắn lại nói tốt cho ta. Muốn mua chuộc lòng người. Muốn tốt cho quốc gia hay còn ý gì khác? Tốt. Ít khi Tả Vương gia khen ai. Như vậy chức giáo đầu cấm vệ quân sẽ do Gia Lượng nắm giữ. Hôm nay triều môn được hiền tài thật đáng mừng ha ha. Đây chính là thánh chỉ lúc ta nhận chức giáo đầu cấm vệ quân. Nhìn vật nhớ người. Nếu không nhìn thấy vật này có tìm người năm cũng không ra. Quận công ta tự cho mình là thông minh sáng suốt. Sai lầm là lẽ thường. Thế thúc chớ bận tâm. Luận về võ công thì hắn có phẩm chất của kẻ cầm đầu. Nhưng tâm địa thì hiền hòa. Không tham danh lợi. Chỉ lấy cỏ cây mây nước làm thú tiêu khiển. Không có động cơ thủ ác. Đại ca nói rất phải. Một người võ đức vô cầu. Chị đam mê võ học không giống đại ma đầu ác tâm tí nào. Hai con phân tích khá lắm. Nhưng thử nghĩ xem. Nếu như Hoàng thượng băng hà. Ai sẽ kế nghiệp? Đương nhiên là Thái tử. Thái tử năm nay bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. À, con hiểu rồi. Hoàng thượng không có anh em. Nếu băng hà, Âu Đúa sẽ không kham nổi việc triều chính. Chỉ còn cả Võ Vương đức cao vọng trọng. Tả Võ Vương văn võ song toàn. Nhiều đại thần còn cho rằng ông ta gánh vác việc triều chính còn tốt hơn hòa thượng. Mục tiêu cuối cùng có thể là Hoàng thượng. Tả Võ Vương thân phận hiển hách. Và lại không có chứng cứ. Để ta âm thầm điều tra xem. Sáng hôm sau Gia Lượng và Thiết Thù cùng ra khỏi thành. Phong vũ phiêu giao. Trước mắt hai thầy trò là cảnh tượng khiến người ta hãi hùng. Thủ cấp của 4 người phong vũ phiêu giao được treo ngược trên cửa thành. Muốn dọa ta à? Yên tâm. Hai ta rồi sẽ có dịp gặp lại. Đang bận tâm nên hai người không để ý. Mà tiếp tục cuộc hành trình. Ở phía nam kinh thành có một dãy núi có tên Vạn Tượng Phong. Trên liền trời dưới liền sông cảnh sắc thay đổi 4 mùa. Đã nhiều năm qua, Tả Võ Vương từ bỏ vương phủ đến nơi này hòng tránh xa thế sự. Nhìn nơi ở biết người. Tả Võ Vương đúng là kẻ cuồng nhiệt với võ công. Có mùi máu. Có chuyện rồi. Ba thầy trò tung người phóng lên. Ta quá sơ ý. Đã nghi ngờ ông ấy mà quên rằng ông ấy có thể giúp ta tìm hung thủ. Nay đã quá muộn. Ba người lên được nửa đường. Một bóng người bay đến phía Thiết Thủ. Anh ta giơ tay đỡ lấy rồi không khỏi kinh hãi. Đó là xác của một người phụ nữ. Xác của phu nhân. Mau. Có thể cứu được ai đó. Ở ngay cả phụ nữ và trẻ em cũng không tha. Đúng là loài cầm thú. Gia Lượng tiên sinh lên đến nơi thì chỉ thấy toàn xác chết. Nhà đã bị đốt chắc, chúng muốn hủy dấu vết. Diệt sạch đúng là hành động của 13 sát thủ. Trả lại mạng sống cho cả nhà ta. Tiếng vương gia. Ông ấy còn sống. Ông ấy mà chết thì mất hết manh mối. Nên Gia Lượng tiên sinh vội phóng lên. Dừng tay. Người đến trễ rồi. Hẹn lần sau nhé. Chúng nhiều quỷ kế. Huynh ở lại đây để đệ đi. Thế thức vương gia sao rồi? Ông ấy tắt thở rồi.
Mỗi bước ta đi chúng đều đoán được. Ngay cả nghi can số 1 và cũng là người giúp ta tìm hung thủ cũng bị diệt khẩu. Tên cầm đầu là thần thánh phương nào vậy? Chỉ biết giết hại phụ nữ và trẻ em. Tối rồi thì cùng ta sống mái một phen. Đi trước đi. Để lão tử ta cắt đuôi. Thành bộ thiết thủ. Danh tiếng lớn mà khẩu khí cũng không kém. Để xem tay ngươi có phải cứng như sắt không. Xông vào đi. Hai bên chạm nhau, thiết thủ bị đánh văng ra. Tay thiết thủ tê buốt. Kinh mạch đứt đoạn quả là hiếm thấy. Khí thế này quen quá. Tư Mã Hoàng Phần. Không phải ta thì còn ai. Bạn cũng gặp nhau rồi ha ha. Người nợ ta một trận sinh tử. Hôm nay phải kết thúc thôi ha ha. Lại nói về Truy Mệnh. Lúc này anh ta đang dần hồi tỉnh. Ôi đau quá. Toàn thân ê ẩm. Đầu óc quay cuồng. Ta nhớ ra rồi. Chính là tên sử dụng lăng không chỉ. Nhân lúc ta dốc toàn lực hạ quan lão chi tử đã đánh ta bất tỉnh. Ta đã chết lúc đó. Không đúng, nếu đã chết sao lại còn biết đau. Hình như còn có ai đang sờ toàn thân ta. Thật không phép tắc gì cả. Thôi chết, hắn lại bắt đầu sờ khắp cơ thể ta. Hy vọng không phải là một ả xấu xí có nhiều nam tính. Càng không nên là một thằng đàn ông. Sao, kiểm tra xong chưa? Đã khám toàn thân không sót chỗ nào. Ngoài mùi rượu ra không thu hoạch được gì. Trời ơi, lại là một thằng. Ôi, thân thể ta đã bị xâm phạm rồi còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ. Trọng thương như thế mà thoát được lưới hái tử thần. Tiểu tử này khá thật. Danh chấn kinh thành. Huyết Phượng Hoàng Đỗ Liên. Không ngờ lại là một trong 13 hung thủ. Vì lão đại nói nó còn giá trị lợi dụng, nếu không chúng ta đã cho hắn sơi một đao rồi. Độc Cô Y và Âu Dương Tuyệt thế nào rồi? May mà Tư Mã lão đại đến cứu kịp, nếu không đã mất mạng cả rồi. Tránh ra. Người mới sờ vào hắn giờ đã định chạm vào ta. Muốn thành phế nhân hả? Tên ăn mặc đẹp và sang cầm cái quạt chắc chắn là người tình của Đỗ Liên. Tây Môn công tử. Gian phu dâm phụ, hừ. Huyết Phượng Hoàng sinh ra trong gia đình Lục Lâm. Cha mẹ và đại huynh đều là những tên cướp khét tiếng. 13 tuổi đã có tiếng ở Hắc Đạo. Từng dùng đao chém đứt tay vô địch Thiết Trường. Đôi tay đó là của đại huynh ả tên là Đỗ Bá. Vì hắn dám chạm vào ả bằng đôi tay dơ bẩn. Vì bệnh sạch sẽ này mà ả đã chặt tay cả trăm tên. Ả rất ngang ngược và ra tay độc ác, những tên đại ác cũng phải e dè. Bạch Y Vô Trần Phượng Hoàng dục huyết Đỗ Liên. Tây Môn công tử. Chủ nhân của Tây Môn Sơn Trang. Khoảng 30 tuổi. Tính tình phong lưu. Thích sống trong son phấn. Ít đi giao du. Từng nổi danh giang hồ nhưng hiện nay ít ai còn nhớ có một sơn trang như thế. Giang hồ chỉ biết rằng Tây Môn công tử thừa hưởng của tổ tiên. Ăn chơi trụy lạc. Chỉ lo hưởng thụ. Giang hồ được biết nhiều nhất là võ công tuyệt học quỷ thần nhất phiến tiêm được lưu truyền trong Tây Môn gia. Mình đang gặp nguy. Nhân lúc chúng không để ý tẩu vi thượng sách. Quả là mình quá vô ý. Nhưng hắn còn vô ý hơn ta. Cái này cũng không phát hiện. Truy Mệnh xuất thân giang hồ. 8 tuổi đã học được cách mở khóa. Luôn mang theo đồ nghề phòng khi cần đến. Quá dễ dàng. Mở được khóa Truy Mệnh lẻn ra ngoài. Thiên Tử Hồ. Thì ra mình bị nhốt ở Tây Môn Sơn Trang cách kinh thành không quá 10 dặm. Mặt trời đang đứng bóng. Ta đã hôn mê một đêm. Ổ khóa tuyệt nhất cư giang nam mà cũng mở được. Người có thể kiếm thêm việc của phi tặc đấy. Kẻ trộm cũng còn tốt hơn là một ả độc ác như ngươi. Truy Mệnh có tiếng nhanh chân. Không ngờ chỉ như là rùa. Huyết Phượng Hoàng đã trung niên mà còn đẹp, đúng là sắc đẹp trời cho. Bà nương muốn thử tốc độ của ta không? Truy Mệnh thập tam thoái, truy phong. Đôi chân ra đòn nhanh như chớp, không có kẻ hở cho đối phương một cơ hội nào. E rằng bà không tránh nổi. Quả nhiên hắn chưa dùng hết sức. Mưu kế trẻ con mà định lừa lão nương ta sao? Có ngon thì mau bắt ta đi. Nếu không ta sẽ cho ngươi chết không kịp cầu khẩn. Mụ già kia. Đừng vội lớn tiếng. Vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội xuất đao đâu. Phụng Tường Cửu Thiên Thân Pháp. Chết rồi.
ta đã quá khinh địch. Cứ đả này nếu không thành công thì cũng thành nhân. Truy mệnh thường không ra hết lực để kẻ địch xem thường. Cứ đả này thì chẳng phải rất toàn lực. Truy mệnh đang bị thương nên đối thủ chỉ bị đau. Nhưng mục đích chính của cú đá là lấy lực để bay xuống hồ. Nín thở là thế mạnh của ta. Ta đã xuống hồ thì đừng hòng bắt. Đỗ Liên thất kinh khi nhìn thấy dấu chân của Truy mệnh trên người. Vì là một người ưa sạch sẽ, mụ ta nộ khí xông thiên. Lập tức xuất chiêu. Thằng trời đánh. Lão nương ta ghét nhất là dơ bẩn. Thế mà ngươi dám đạp ta. Không chặt gãy chân người thì ta không nguôi giận. Huyết Phượng Hoàng giận lên như hổ đói. Xem ra đôi chân Truy mệnh có nguyên vẹn. Gia Lượng tiên sinh đến cứu nhưng vương gia đã bị hạ độc thủ. Tả Võ Vương là manh mối quan trọng, bằng mọi giá phải cứu ông ấy. Tả Võ Vương nội công thâm hậu. Tuy tắc thở nhưng kinh mạch vẫn còn hoạt động. Nếu ta truyền khí công có cơ may cứu được. Phải thử xem. Gia Lượng tiên sinh vật khí công để cứu vương gia. Sợ Thế Thúc gặp nguy vô tình ở cạnh làm hộ pháp. Ngoài ta Thế Thúc và Võ Vương Giang hình như không còn ai. Cả nhà đã bị giết sạch. Mấy tên hung thủ này đàn ác hơn cả cầm thú. Con trai vương gia. An Trịnh Hầu còn trẻ mà đã vong mạng. Từng quen biết nhau. Thấy cảnh này ai mà chịu nổi chứ. Lúc này vương gia đã có dấu hiệu hồi tỉnh. Công sức Thế Thúc không uổng phí. Tiên sinh hãy giúp ta báo thù. Vương gia bị trọng thương đừng kinh cử vọng động. Sẽ ảnh hưởng đến chân khí. Ta sẽ bắt chúng quy án. Đòi lại công bằng cho người nhà ông. Cẩn thận, thế lực kẻ địch rất mạnh. Thật ra là ai? Hắn là Sái. À, Thế Thúc, vương gia đã. Vương gia nội công thâm hậu. Bị tổn thương nguyên khí. Tạm thời bị bất tỉnh nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Vương gia nói đến chữ Sái rõ ràng chỉ thừa tướng Sái Kinh. Người có thể làm những việc này và có thế lực lớn. Không lẽ để hắn dửng dưng? Chỉ có một người có thể cứu được vương gia. Đó là đại nội thần Y Diệp tiền bối. Ta mau về phủ thôi. Nhưng hiện tại có một người cần chi viện. Người cần chi viện đó chính là Thiết Thủ. Cuộc chiến giữa Thiết Thủ và Tư Mã Hoàng Phần hình như mới bắt đầu. Tư Mã Hoàng Phần ngươi. Xuống đây. Thiết Hoạch Ngân Câu. Có tiếng là điềm tĩnh như Thiết Thủ mà hôm nay cũng nổi nóng, xem ra ta phải cẩn thận. Thiết Mỗ, ta xem ngươi như hảo hán. Thế mà ngươi lại là chó săn. Ta phải bắt ngươi về quy án. Khẩu khí khá đấy. Chỉ e rằng ngươi không đủ bản lĩnh. Trường lực của Tư Mã Hoàng Phần không những phá tan ngân câu mà còn phóng ra làm gãy cây xung quanh. Trường lực của hắn mạnh quá. Chả trách hắn chẳng xem ai ra gì. Thần bổ Thiết Thủ chỉ có thế thôi sao? Đừng vội mừng. Xích Bích Đồng Tường. Thiết Thủ dồn hết công lực bày một bức tường khí màu hồng đánh bật trường lực của Tư Mã Hoàng Phần. Nhờ công lực thâm hậu lâu năm mới bảo toàn tính mạng. Quả là trường lực hiếm thấy trong võ lâm. Tư Mã Hoàng Phần cũng phóng ra một trường như phá núi nhưng không chống nổi trường của Thiết Thủ. Ta chưa biết được thực lực của hắn. Hay lắm. Như thế mới đủ tư cách thưởng thức tuyệt học của ta. Xem đây. Xem chiêu Hoành Tử đây. Trường lực đầy sát khí lúc nãy đã thay bằng tà môn thần bí. Hoành Tư Tam Thức Tiêu An Tức. Ta hiểu rồi. Thì ra hắn dồn lực vào tay như một cái mâu. Rốt cuộc cây mâu của hắn hay cây thuẫn của ta sẽ thắng? Có đáp án rồi. Tiêu An Tức nương theo Xích Bích để phá vỡ nó. Mâu đã thắng thuẫn. Trường lực rất mạnh đẩy Thiết Thủ văng ra xa. Trường này chỉ làm hắn đau. Chưa đủ gây trọng thương. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không hổ danh là Thiết Thủ. Chả trách thiên hạ bảo Thiết Thủ có nội lực mạnh nhất trong tứ đại danh bổ, lại rất dũng cảm. Xứng đáng là đối thủ của ta. Thiết Thủ không cố đỡ đòn mà xoay người sang một bên. Khinh địch thường chỉ chuốc khổ thôi. Một quyền đổi một quyền, không ai nợ ai. Chiêu thứ ba của Xích Thủ hung quyền. Thập Lý Kinh Lôi. Cú đấm rất mạnh. Chết rất sảng khoái. Đánh tiếp đi ha ha. Hắn tiêu rồi. Bất ngờ Tư Mã Hoàng Phần phản chiêu. May mà Thiết Thủ đơ kịp, chỉ hao 5 phần công lực.
Nếu lãnh cả đòn e rằng mất mạng. Tức thật. Không thể đoán nổi hành vi tên này. Không lẽ hắn điên? Người rất mạnh. Nhưng vẫn không có thể cùng ta chơi một trận sảng khoái. Tiếc quá. Người nói tào lao cái gì thế? Một tên phàm phu như ngươi làm sao hiểu nổi ta nói gì? Từ đầu ta luôn mong người chiến thắng chứ không phải là ta. Mà là ngươi. Ta luôn hy vọng thực lực của ngươi ngoài sức tưởng tượng của ta để ngươi có thể cho ta một cái chết sảng khoái nhẹ nhàng. Không được chết già mà phải chết hiên ngang. Đó là điều mà ta theo đuổi lâu nay. Điên rồi. Ngươi là một kẻ điên rồi. Thế gian cười ta vì họ không hiểu ý nghĩa của cái chết. Không lẽ tứ đại bổ đầu cũng thế ư? Thôi đi. Ta không muốn đàn gảy tai trâu. Người không có đủ năng lực giết ta đừng làm mất thời gian. Mau chịu chết đi. Trong những kẻ điên ngươi là kẻ lớn tiếng nhất đấy. Chưa chắc ai chết trước đâu. Cùng với tiếng bước chân của Tư Mã Hoàng Phần là tiếng phập phập. Vì hắn đã bị vô số ám khí phóng vào. Đúng. Ta không thể thắng tránh. Những kẻ ác đều không có kết cục tốt. Chính là hôm nay. Đại ca của tứ đại danh bổ vô tình ta đã tới rồi. Hai đại danh bổ liên thủ thì có ai địch nổi. Kẻ đứng thứ nhất trong 13 sát thủ. Tư Mã Hoàng Phần có chết dưới tay của vô tình và thiết thủ hay không? To be continued.